nào, xào với tôi nào, xào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Chiêm ngưỡng đại bảo tháp Mạng Đà La cũng là một cơ hội để bạn có thể nhìn sâu vào tâm hồn. Của quần thể danh thắng là cụm đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên tọa lạc trên đỉnh núi với độ cao 2.000m so với mực nước biển. Đặt chân đến đây, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí trong lành, tận hưởng những giây phút thảnh thơi, cảm nhận sự bình an trọn vẹn trong tâm hồn. Trong không gian thanh tịnh này, chỉ cần hít thở thôi cũng đủ để ta cảm nhận sự bình yên.